Điểm mạnh của em là có thể nấu ăn, Ừ. chơi được tất cả môn thể thao và hoạt bát, nhanh nhạy trong tất cả mọi công việc. Đúng rồi, làm bán cà phê rồi tiệm cầm đồ phải nhanh nhạy đó, quá Như giỏi ha. Trước khi em làm tiệm cầm đồ bán cà phê thì em làm gì? Dạ, em sinh viên ra trường. Em Ra cũng học trường học Sài học Gòn, cũng học Sài Gòn 4 học cái năm. gì? Học bên cao đẳng cơ khí tự động trường Đại học Nguyễn Tất Thành ngay Rồi quận 4. sao dẫn dắt qua là mở quán cà phê cầm đồ? Quá trình học xong rồi em về quê thì cái cuộc sống nó xô đẩy mình lại làm cái nghề khác. Điểm yếu là gì? Thì yếu là trong cách ăn mặc thì nó phải phù hợp với em, là em màu hay là cái kích cỡ gì á là hơi khó trong đó thôi, lựa À, chọn. mình có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua tổng cộng là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là từ thời đi học. Dạ, mối tình thứ hai thì mới trải qua cách đây khoảng gần 2 năm ạ. Gần 2 năm, lý do gì chia tay? Kiểu hai người chỉ ở cái mối quan hệ là đang tìm hiểu thôi ạ, chưa gọi là chưa chính thức ạ. À vậy hả, là được Dạ. mấy năm cơ? Dạ chỉ tầm khoảng hơn 6 tháng thôi ạ. Hơi sáu, hơn 6 tháng thôi. Mối tình mà 6 tháng là sáng tháo liền. Em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng được 3 mối tình nè. Mối dài nhất bao lâu? Hơn 7 năm. Trời ơi. Dài quá, sao chia tay vậy em? Thì sau này cuộc sống, công việc nó, hoàn cảnh nó nhiều cái vấn đề nên. Mối tình đầu mấy năm? Dạ 3 năm. Tình thứ ba? Hơn 5, 5 rưỡi. Yêu mười mấy năm rồi đó. Trời, em sanh ra đời chỉ để yêu thôi đó hả cưng? 11 năm trời yêu. Trời ơi. Ơi thiệt. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dạ thì hiền lành và biết ngoan lễ phép, thông minh. Trời ơi, nhìn cái mặt si tình quá à. Phong phú về tình yêu ghê luôn vậy đó. Dạ cũng hơi nặng tình. Em mong muốn một người bạn hiền lành đúng không? Dạ. Ngoại hình cô ấy như thế nào? Dễ nhìn. Giờ ta yêu ba mối tình nó dài quá rồi, giờ ta chỉ cần đơn giản dễ nhìn thôi là Dễ được. nhìn, nhẹ nhàng, say đắm hả? Dễ nhìn nhưng mà nhìn không có dễ ha. Là sao, nhìn không dễ là sao? Sao mới là dễ nhìn? Thì đó hỏi đi. Nhìn sao mới dễ? Thì đó người ta đang hỏi nè, đó trả lời đi. Rồi hãy qua bên đây ngó. Để tôi nhìn trước cái đã coi nó có Không. dễ nhìn không. Trời ơi. Bà mối cho Cười nhìn nụ đi. cười tỏa nắng coi. Trời. Ôi có hai đồng Rất điếu là luôn. trẻ trung. Nè, nhìn đi. Này dễ nhìn thiệt á. Người gái rất là xinh mình phải công nhận Dạ. á. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Biết chia sẻ, biết quan tâm, là một tiếp người thuộc về gia đình, biết quan tâm gia đình. Chủ tiệm cầm đồ thì theo em thì làm sao? Ngon không? Ngon, ngon. 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 Chủ tiệm cà phê theo em sao nè? Quá ngon. Quá ngon luôn. Có cần dễ nhìn hay là có cần như nào về ngoại hình không? Cái yêu À, cầu của em. em bị ấn tượng cái nụ cười đẹp á. Đâu, em cười cho chị coi Dạ. nào. Em cười đi, em cười cho chị coi nào. Cái này cũng Trời khó ơi. nha, cười sao đẹp. Em không thích điều gì đàn ông nhất nè? Dạ, em không thích tính gia trưởng ạ. Có gia trưởng không? Dạ, thì tính em rất hài hòa, rất hòa đồng nên cũng không gia trưởng. Và trong cái công việc là nó có vấn đề là cái nghề mình nó phải là thẳng thắn chứ. Cái nghề này phải không thẳng thắn cũng mệt lắm. Ừ. Thôi thôi mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi, mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ và các bạn, anh chị ạ. Thôi hôm nay có mẹ đi nữa nè, chào mẹ. Con rể tương lai cô thấy nhìn coi sao. Thì đến đây thì trước mắt là chào hai MC. Dạ, chào Dạ. cô. Rồi là chào các Tất cả mọi người bạn đây. này. Yeah. Dạ. Tôi thì cháu là Út. Trước đây nữa thì tôi nói là chưa yêu. Mà đến nay không thấy chắc yêu về. Thì tôi cứ nóng lòng nóng ruột lắm. Thì nay thấy là bạn bè thì tiền các bạn bè đi hết rồi. Ít là cũng muốn lấy chồng rồi đó. Cái bạn này thì tôi thấy được. Dạ bạn. Cái nụ cười của bạn này theo mẹ thì có đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp đúng không? Cảm ơn cô nhiều. Anh ta đi với ai? Dạ em đi với 2 người em của em. À rồi. Dạ. Chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Và tất cả các bạn ở trong trường quay. Anh Tuấn thì vui vẻ, hòa đồng, nó rất biết thương người. Nhưng mà cái gì trong công việc thì anh rất là thẳng thắn. Trong tình duyên thì anh hơi lận đận ạ. Anh em thấy chị này hiền được ạ. Ok tiêu chuẩn của anh ạ. Anh là nhà gái rất là xinh, đàn trai là bấm nút trước khi mở rào luôn. Mở rào đi, dè cái Tôi đi. là nếu tôi đàn trai tôi bấm nút trước khi mở rào luôn. Dè cái đi, dè cái đi. Mở Thiệt. rào. Hả? Mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi ha. Mở rào. Chào em. À, lần đầu gặp em có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ.
Cái này là bánh em thích ăn, em gửi anh, mong anh sẽ thích nó. Cảm ơn. Này là em làm đó hả? Dạ không, em đặt chỗ em hay ăn đi. Bánh này ngon đó, nhìn là hấp dẫn lắm á. Bánh chín muối nè. Dạ. Hai cái à? Bối rối quá vậy. Rối rồi. Đó. Xuyến xoắn rồi, xuyến xoắn cuồn cuộn rồi. Thôi giờ mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái đi. Hát bài gì đó. Rồi em cười cái đi rồi hát nè. Trong đêm một bàn chân bước, bé xíu lang thang trên đường. Ăn mặt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu. Vâng. Bạn gái. À, em hát bài cầu hôn ạ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tú cầu, loài hoa khi xưa anh rất thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em say đưa lớn, để rồi xa xa ta vẫn có nhau. Yeah. Fan nhà gái đông quá hả? Chào em. Dạ, chào mình, nhà mình ở đâu? Nhà em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình đã xuống Vũng Tàu chơi rồi chưa? Dạ cũng mới xuống hồi Tết ạ. Đi với bạn bè? Dạ em đi với bạn bè. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng. Anh cứ giống như điều tra xét hỏi thế anh. Dạ, dạ. Anh nhẹ nhàng say đắm tí ra nào. Mình cụ thể hơn là cái công việc kia không? Dạ em là nhân viên mua hàng anh. Mình bán vào mặt hàng gì? Sau này anh có thể ủng hộ gì đó, hay là em út hay bạn bè gia đình anh gì đó là có thể ủng hộ em được. Dạ công ty em sản xuất chỉ may mặc. Chỉ may mặc, ok. Dạ. Về văn phòng máy tính là gì là mình rất là thành thạo đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em có gì hỏi anh không? Anh có thích đi du lịch không? Ừ, có chứ. Anh thường đi đâu ạ? Anh thì cứ bây giờ hiện tại là công việc cũng hơi nhiều nên sắp xếp sẽ được thôi, nhưng mà đi hay đi Đà Lạt thôi chứ. Ừ. Nha Trang thì chưa đi. Em đã đi Nha Trang chưa? Dạ, chưa. Em đi nơi nào xa nhất rồi trước giờ? Em đi Thái Lan là xa nhất. À, đi nước ngoài luôn. Dạ, đi có lần. À rồi, ok. Thì có dịp sau này thì mình sẽ đi được nhiều hơn. Dạ. Viên á, em có đi học cao đẳng đại học gì đâu? Dạ có, em học ở trên Sài Gòn cũng 6 năm. Trường nào em? Em học cao đẳng công thương, xong rồi liên thông lên đại học ngân hàng. Ở đó biết trường đại học Nguyễn Tất Thành không? À, em có đi ngang qua đó. Em học là khóa nào, từ năm nào? Các bạn không có thời gian đâu. Chúng ta đi thẳng vào quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên. Em đã đủ gọi là mình đủ niềm tin hay là chuẩn bị hôn nhân chưa? Dạ, sự suy nghĩ về nó nhiều chưa? Em nghĩ hôn nhân là phải xuất phát từ hai đứa. Nếu đủ và đúng thì sẽ tiến tới hôn nhân. Anh thì còn chín chắn rồi nên anh mới quyết định hôm nay anh lên anh đăng ký chương trình. Em có nghĩ đây là một bờ vai vững chắc cho em nếu như là em lập gia đình với anh ấy không? Dạ, qua cách nói chuyện thì em thấy là khá là trưởng thành về suy nghĩ. Chắc em nghĩ là ổn. Dạ. Tạm thời gian nó ít nên, nhưng mà sau này có cơ hội thì anh em sẽ nói chuyện nhiều hơn. Dạ. Bạn này. Dạ. Em thấy trong người thế nào rồi? Thì cũng có bối rối gì xíu. Em hãy bước tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hỏi em có ghen không? Nào, bước tới đi. Thôi. À, bước tới nắm tay ha. Bạn chào gái đứng lên. Mình trao nhau những cảm xúc ban đầu thử xem thế nào. Nắm hai tay bạn gái luôn. Có ghen không? Dạ chắc là không. Sao không ghen? Hả? Thì em cũng không biết nữa, chưa ghen bao giờ. À, vậy cố gắng đừng sau này đừng ghen nhiều nhé. À, em hỏi lại đi, anh có ghen không? Dạ, vậy anh có ghen không ạ? Ừ, anh cũng có ghen chứ. Không, trong cái mức độ câu chuyện như thế nào là? Bây giờ em đang suy nghĩ điều gì trong trái tim của mình, hãy nói thẳng với cô gái cho cô gái biết. Qua cách tiếp xúc thì em cũng nhìn nhận được một phần nào con người. Em năm nay 29 tuổi rồi, dạ. Là 92 hả? Dạ. À, nó ra đường em ra xã hội cũng nhiều, cũng đi học đây đó cũng va chạm rất nhiều rồi. Nó cái cách nhìn nhận con người em sẽ có cách nhìn nhận của mình. Dạ. Ok, về ghế ngồi đi em.
ta để tay mình bấm để các bạn. Đây. Anh nghĩ rằng các bạn đủ để có thể cảm nhận đây có phải là một nửa manh ghép của mình hay không. Sau 3 tiếng đếm, ta quyết định điều đó nha. 1 Không, 2 Không, kiểm lại cái nút bấm bên đây. À, nó tháo luôn, nó bấm nó luôn rồi. Ok. Rồi. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm. Có thể nói chút xíu lý do. Gọi là cái ấn tượng là mình chưa cảm thấy là nó rung động lắm, nên mình sẽ trao cái cơ hội đó cho người khác. Anh nãy giờ suy nghĩ ngược lại không á? Thiệt vất vậy đúng á. Đây là cơ hội một cô gái rất là dễ thương, rất là hiền lành. Có lẽ trong mắt mỗi người thôi. Chúc hai bạn sớm sẽ tìm một nửa yêu thương của mình.